Ngày 26 tháng 12, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến 12 điểm cầu các huyện thành phố. Năm 2022, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm được đẩy mạnh. Trong năm đã xử lý trên 15.000 trường hợp với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 25 tỷ đồng. Công tác quản lý vận tải, phương tiện và người lái đào tạo cấp đổi giấy phép lái xe, đăng ký đăng kiểm phương tiện được quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh trong năm 2022 tăng cả 3 tiêu chí, trung bình tăng 33,7%. Ba huyện Thuận Châu, Mộc Châu và Yên Châu có số người chết do tai nạn giao thông tăng. Bên cạnh đó, tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông, nhất là giới trẻ, vẫn còn diễn ra và đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông làm chết người và thiệt hại nhiều tài sản. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh đề nghị các thành viên Ban an toàn giao thông tỉnh và các địa phương cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên. Nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Xử lý dứt điểm tình trạng ùn tắc giao thông tại ngã ba Vincom, trường tiểu học Ngọc Linh ở thành phố tập trung giả soát điều chỉnh cho phù hợp các biển báo, vạch kẻ đường, điểm đỗ xe buýt, tăng cường công tác tuyên truyền xử lý các phương tiện đỗ sai quy định. Đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trước, trong và sau dịp nghỉ Tết dương lịch, Tết nguyên đán và lễ hội xuân quý mão 2023.